tuần trước, chúng ta đã nói đến nhân vật nham hiểm, phản quốc Nguyễn Phú Trọng, kẻ đã đoạt được cả hai chức vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Chúng ta dừng lại với câu hỏi, một quyền lực bất chính lại đoạt được bằng những cách tàn nhẫn với đồng đảng và phản bội quốc gia sẽ có kết cục ra sao? Cũng chính trong ngày Chủ nhật tuần trước, toàn bộ cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước đều xôn xao về tin Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ khi đang tiến hành một cuộc viếng thăm đột xuất tỉnh Kiên Giang. Để giữ tính khách quan cho cuộc bàn luận này, chúng ta tạm đặt qua một bên thông tin vụ đột quỵ vẫn còn chưa rõ ràng này. Thưa quý anh chị em cùng quý vị, trước tiên, chúng ta phải cùng nhau xác nhận lại một quy luật tất yếu rằng, trong mọi nền chính trị độc tài, những kẻ nắm quyền cao nhất luôn phải đối mặt với những đe dọa bạo lực có tính sinh tử cho bản thân. Bởi sự thiết lập một quyền lực độc tài, ít nhiều đều phải dựa vào sự dối trá và cưỡng đoạt. Chính nền tảng dối trá và cưỡng đoạt là nguyên nhân cơ bản sẽ đưa tới các chống đối bạo lực nhằm vào kẻ cầm quyền độc tài. Nói một cách khác, dễ hiểu hơn, quyền lực độc tài không làm cho đối lập và dân chúng tâm phục, khẩu phục. Trong các xã hội độc tài, luôn âm ỉ tồn tại các âm mưu chống đối, cạnh tranh và triệt hạ lẫn nhau giữa những kẻ nắm quyền bằng mọi phương cách, kể cả các cách tàn độc nhất, thất nhân tâm nhất, như đầu độc, thủ tiêu, ám sát. Chính vì thế, trong các xã hội văn minh nhất hiện nay của loài người, các chính quyền, những vị trí quyền lực cao nhất của quốc gia đều được thiết lập dựa trên cơ chế dân chủ. Bầu cử có cạnh tranh, công khai, công bằng, tự do và chỉ nắm quyền trong một hạn định rõ ràng, nhằm loại bỏ tối đa các nguy cơ cạnh tranh hoang dã, bạo lực, thiếu nhân tính. Trở lại với trường hợp cụ thể của Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta đã kết luận Trọng là một tên độc tài, phản bội quốc gia và tàn độc với các đồng đảng đối thủ. Về tội phản bội quốc gia, đây là một tội chung của hầu hết mọi lãnh đạo đảng Hồ Tào. Trọng cũng chỉ là một tên lãnh đạo đảng, tiếp nối các truyền thống, bám gót Trung Cộng từ xưa. Tuy nhiên, sau khi nắm chức Tổng Bí thư năm 2011, Trọng đã trực tiếp sang Bắc Kinh để cam kết vận mệnh của nước Việt Nam phải gắn chặt vào Bắc Kinh. Trọng cũng chính là kẻ đã tìm mọi cách để che đậy các hành vi gây hấn của Trung Cộng trên Biển Đông và tạo điều kiện cho Trung Cộng xây dựng các căn cứ địa, các đặc khu trên lãnh thổ Việt Nam. Trong khi đó, Trọng lại cố tình tỏ ra thân Mỹ, thân phương Tây bằng những màn kịch đi thăm Mỹ, thăm Pháp nhằm gây ngộ nhận cho dư luận quốc tế và dư luận người Việt về việc Trọng đang tìm trợ giúp nhằm cân bằng, chống lại sức ép từ Bắc Kinh. Những hành động và thái độ quỳ gối hèn hạ của Trọng với Bắc Kinh và sự hiểm độc trong việc tung hỏa mù dư luận không chỉ gây phẫn nộ trong dân chúng, mà còn làm cho nhiều thành viên trong đảng Cộng sản cảm thấy hổ thẹn, khinh bỉ và căm hờn. Sự tàn độc của Trọng đối với đồng đội được thể hiện rõ nhất trong cái chết và đám tang của cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hình ảnh của báo chí chính thống đã cho thấy rõ, Nguyễn Phú Trọng, khi đứng trước bàn thờ Trần Đại Quang trong lễ quốc tang, đã có một cử chỉ hết sức khó hiểu. Thay vì chắp tay trước ngực như thông lệ kính viếng người đã khuất, Trọng đã giơ hai bàn tay lên như hai nắm đấm, giống hệt cử chỉ của phù thủy giơ tay bắt kim cang ấn, nhằm trấn áp, dẹp bỏ tử khí thù của người đã chết. Như quý anh chị em và quý vị đã biết, khi còn sống, cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có những đệ tử cực kỳ thân tín, trung thành. Khi biết Trần Đại Quang sắp qua đời, có những đệ tử đã không cầm được nước mắt và sẵn sàng hiến mọi phủ tạng nếu có thể cứu sống được ông Trần Đại Quang. Nhưng bệnh của ông Trần Đại Quang đã quá trầm trọng và quá trễ.
gia đình và thân tín của ông Trần Đại Quang đành phải cắn răng chấp nhận một kết cục quá đường đột và bi thảm của một ông chủ tịch nước chưa làm được nửa nhiệm kỳ. Trong khi đó, Nguyễn Phú Trọng luôn tỏ ra khiêm tốn, liêm khiết, phần mỏng cánh chuồng, sức khỏe có hạn, trình độ có hạn, không màng đến quyền lực. Ban đầu, Trọng bày tỏ chỉ là một nhiệm kỳ là nghỉ, nhưng cho tới nay, mọi chỉ dấu cho thấy Trọng không chỉ sẽ làm ít nhất hai nhiệm kỳ tổng bí thư mà còn là tổng bí thư chủ tịch nước. Từ khi phát động chống tham nhũng tới nay, Trọng đã bỏ tù chặt gần hết tất cả các yếu tố cạnh tranh hoặc gây khó cho đường lối của Trọng. Tuy nhiên, tất cả những người đang nằm tù về tội danh tham nhũng đều hiểu họ chỉ là những nạn nhân trong chính sách mị dân thâu tóm quyền lực của Trọng. Theo thông tin riêng của chúng tôi, gần đây Trọng đã phải cho tay chân rà soát lại các đội cảnh vệ dành cho Trọng và gia đình. Tuy nhiên, Trọng có thể tìm được những cảnh vệ thân tín cho bản thân và gia đình. Nhưng Trọng không thể loại bỏ được hết các oán hận, nguy cơ luôn rình rập trả thù, chống lại Trọng một khi Trọng vẫn tiếp tục con đường độc tài, mị dân, bán nước và ác độc với đồng đội. Cổ nhân đã nói, mưu sâu thì họa càng sâu. Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, anh chị em trong chương trình tuần tới. Giả thuyết Nguyễn Phú Trọng trúng độc. Nếu Nguyễn Phú Trọng bị đầu độc thì thế lực nào đã ra tay? 1. Phe sơ chúa Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn không giải gì và không thể ra tay vì thực chất hai tên đại ma đầu Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đều cùng một phe, chúng diễn tuồng không bằng mặt nhưng lại rất bằng lòng. Bởi nếu Hán Âu Nguyễn Phú Trọng thực lòng kình địch với sơ chúa Nguyễn Tấn Dũng, thì hai thằng con trai và cô gái rượu của tên sơ chúa Nguyễn Tấn Dũng đã bị Hán Âu Nguyễn Phú Trọng đánh tan tành như con trai của Nguyễn Văn Chi ở Đà Nẵng là Nguyễn Xuân Anh và con trai của Nguyễn Bá Thanh là Nguyễn Bá Cảnh. 2. Đám tài phiệt Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Đăng Quang, tay chân của ả Trần Đại Quang. Đám này cũng không đủ gan, cũng chẳng dại gì, vì dễ dàng bị nghi ngờ bởi ả Trần Đại Quang chết chưa giáp năm. Nguyễn Đăng Quang đang bị đánh sấp mặt bởi vụ nước mắm, nước tương, em trai Phạm Nhật Vượng thì vừa bị tống giam. Vậy thì phe nào dám cả gan đầu độc hôn quân nếu có? Cá nhân tôi nghĩ rằng phe Lê Thanh Hải là rất có thể. Bởi vì 1. Lê Thanh Hải là môn đệ của Trương Tấn Sang, tức là Sang Móm. Sang Móm từng là đàn anh của chùm xã hội đen Nam Cam. 2. Gia tộc Lê Thanh Hải đang bị Hán Nô Nguyễn Phú Trọng treo hờ hững trên cái lò tôn. Tất Thành Cang là cậu nô tài của Lê Thanh Hải, là môn đệ của Võ Văn Thưởng. Khi Võ Văn Thưởng bị Đinh La Thăng giành ghế bí thư Thành Hồ, nơi mà Sang Móm và Lê Thanh Hải rất kỳ vọng Thưởng sẽ thay Hải chứ không phải là Thăng, nhưng bị Hán Nô Nguyễn Phú Trọng lật kèo, nên Lê Thanh Hải đã khóc mếu máo như cha chết. Đây là vết thù trên lưng ngựa hoang. 3. Nếu Sang Móm và Lê Thanh Hải không trừ khử Hán Âu Nguyễn Phú Trọng, thì cả lò nhà Hải và đám tài phiệt Vạn Thịnh Phát và tên Tất Thành Cang sẽ khó mà thoát khỏi lò tôn của Hán Âu Nguyễn Phú Trọng. 4. Nếu đám Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang bị lửa lò tôn của Hán Âu Nguyễn Phú Trọng thiêu đốt, thì Võ Văn Thưởng cũng bị phỏng mông. Vì vậy khả năng Võ Văn Thưởng là kẻ trừ khử hôn quân Nguyễn Phú Trọng là cao nhất. 5. Đạo diễn trong phi vụ trừ khử Hán Âu Nguyễn Phú Trọng nếu có sẽ là Sang Móm. Việc phe Sang Móm, Lê Thanh Hải, Võ Văn Thưởng chọn Kiên Giang để ra tay là chiêu gắp lửa bỏ tay sau chúa Nguyễn Tấn Dũng. Một ná hạ hai con chim, bởi giữa Sang Móm và sau chúa Nguyễn Tấn Dũng có huyết hải thâm thù, mà kẻ bị tình nghi đã gây ra cái chết của chùm Việt Cộng Võ Văn Kiệt, sư phụ của Sang Móm, lại chính là sau chúa Nguyễn Tấn Dũng và Hán Âu Nguyễn Phú Trọng. Vậy Hoa Nam có biết trước việc hạ độc Hán Âu Nguyễn Phú Trọng nếu có hay không? Chắc chắn sẽ biết trước, nhưng tại sao chúng lại không ngăn chặn kịp thời? Chúng ta biết rằng nước trong không có cá, nhưng nước quá đục thì cá không ăn mồi. Hán Âu Nguyễn Phú Trọng giờ rất trung thành với Tàu Cộng, tức là nước đã quá trong. Nếu tiếp tục xài Hán Âu Nguyễn Phú Trọng, thì thượng tầng Cộng sản Ba Đình sẽ có những rối loạn không nhỏ bởi Hán Âu Nguyễn Phú Trọng đã lộ mặt là cậu nô tài. Vì vậy, nên thay ngựa giữa dòng để Cộng sản Ba Đình mất phương hướng, rồi dựng một tên cẩu nô tài khác lên và tên này sẽ non cơ hơn Hán Âu Nguyễn Phú Trọng.
So với đám bộ chính trị của Cộng sản Ba Đình, thì tên mới được dựng lên chỉ là cá mè một lứa. Hắn muốn khuất phục những chóp bu Cộng sản khác thì sẽ phải răm rắp nghe theo Tàu Cộng để được Tàu Cộng chống lưng. Một cuộc thanh trừng mới để diệt mầm họa mà khi Hán Nô Nguyễn Phú Trọng còn sống, đám này không dám ra mặt vì cái uy của Hán Nô Nguyễn Phú Trọng quá lớn nên chúng chỉ biết giấu mình chờ thời. Như vậy, nếu quả thực là Hán Nô Nguyễn Phú Trọng bị trừ khử thì chắc chắn sẽ do phe sang móm Lê Thanh Hải, Võ Văn Thưởng ra tay. Khi Hán Nô Nguyễn Phú Trọng đi gặp Mác Lê Mao Hồ hoặc là không thể ngồi tiếp ở ghế tịch bí thì kẻ thay thế hắn sẽ là Nguyễn Thiện Nhân, một lính cũ của sang móm và Lê Thanh Hải khi Thiện Nhân làm phó chủ tịch thành Hồ. Nguyễn Thiện Nhân được Tàu Cộng đào tạo từ thời niên thiếu, và vào năm ngoái Nguyễn Thiện Nhân được ngoại trưởng Tàu Cộng Vương Nghị sang hội kiến, và chỉ hai tuần sau ả Trần Đại Quang phải đi gặp Mác Lê Mao Hồ. Từ đây cho thấy, nếu quả thực Hán Nô Nguyễn Phú Trọng bị đầu độc ở Kiên Giang, thì phe chủ mưu chính là sang móm Lê Thanh Hải, Võ Văn Thưởng, mà lệnh phát ra từ phía Tàu Cộng với mục đích thay ngựa giữa dòng. Dựng một tên Hán Nô mới lên, đó là tên Nguyễn Thiện Nhân, đây chỉ là phán quyết của cá nhân, xin đừng ném đá, chụp mũ, trân trọng.